Hôm qua vừa mới sang chơi sao với anh về rồi? buổi tối. Cà phê đèn lừa anh Phú đẹp Cà trai. phê đèn lừa đẹp trai à? Ok em. Phạm Huy Dương, ok Phạm Huy Dương nhá. Đang ngồi ở trung kia à? Anh Phú lại cạo tóc rồi, đúng rồi. Sáng thấy lương đây cái lại chim cút luôn à? Va nhau không chú, bạn Hải CK. Con gọi chú bằng chú, trong lại chú này va với con, đánh nhau với con thì còn ra cái gì nữa, đúng không? Mày vừa chào tao bằng chú xong mày vừa chào tao bằng chú xong mà mày làm ảnh hưởng gì đến chú đâu. Mày ra dưới ngoài lên biển thì với chú không, mà chú phải đánh nhau với mày, chú không làm được điều đấy. Chú chỉ đánh vào mặt những đứa mà nó dẫm lên bát cơm của chú thôi. Và cuộc sống bây giờ thì lên trên mạng là mang điều hay ý đẹp cho những người xem. Và đặc biệt là gì? Và nếu như mà làm khôi hài để người ta cười thì càng vui. Còn lên mạng là kinh doanh, làm ăn buôn bán chứ không phải lên mạng để dương oai dương biển. Bây giờ tất cả những thằng dương oai dương biển là chết hết rồi nhá. Làm gì đâu, làm được cái gì đâu. Bây giờ phải có nhiều tiền đấy, có công ăn việc làm tử tế, phải giúp đỡ được bao nhiêu người đấy. Đấy mới gọi là điều đáng làm để xã hội người ta tôn trọng, xã hội người ta lễ. Chứ còn đâu là lên để mang cái mõm mình đi gạ gẫm thằng này thằng khác, xong bắt đầu cho bố xin cái địa chỉ với thế này, ai tôn trọng đâu. Em chào anh trai nhá, ok em là fan của anh, cảm ơn bạn Quang Thắng nhá. Chiều ra hồ đá cầu nhé anh Phú, ok bạn Phạm Huy Dương. Anh Phú nhìn như cậu đồng thế, sao lại nhìn như cậu đồng là như nào? Là bị mày bảo anh bóng à? Mày bảo anh